con chưa ăn ra vào thịt của cá hồi cực lệ. Là mềm được không ạ? Nhà mình nhiều lắm, con nó ăn thoải mái. Chưa ăn thì con không thích ăn thịt của con cá kia đâu. Thế à? Con những con cá thường ấy. À, con phải biết ăn dạo nó. Sao con ăn dại thế? Dạ. Sao con ăn dại thế? Sao? Sao ăn khôn thế? Khi nào con hết ổ mẹ cho con chứ? Tắm mưa rồi. Được, nuôi tính sau.